Hello anh em, hôm nay lại tiếp tục chủ đề phá cây sau một tuần. Này, đây là cây hoa tử đàn. Mình đã cắt tỉa bớt hành lá đi. Sau một tuần đi chơi này, thì xem nó lại mọc tốt như thế này. Thank you.
Tidak selisau. Ah, từ đâu thân gỗ. Chào anh em nhé.